Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục và xem chỉ tay cho các bạn đã từng nhấn nút đăng ký trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là một vài cái tướng tay của một bạn nam sinh năm 1995. Bạn này hiện đang là tiếp viên hàng không, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn này cũng đã nhấn nút đăng ký trên kênh YouTube của mình và đã hữu duyên cho nên bạn này đã gửi cái bàn tay cho mình. Thì bạn này có muốn nhờ mình xem là cái chuyện tình yêu, cái đường công danh sự nghiệp, cũng như là bạn này cũng có một cái dự định ấp ủ về kinh doanh riêng. Do đó hôm nay mình sẽ dựa vào những cái kiến thức mà mình có được học hỏi từ sách vở ghi chép lại để mà có thể luồn ra những cái bí mật ở trên bàn tay này của bạn. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần tổng thể, chúng ta thấy được là cái bàn tay của bạn này nó rất là đầy đặn và có những cái nét hồng hào trắng như thế này. Có tay của bạn này nó có hai cái màu chủ đạo, cái màu trắng và cái màu hồng. Thì những người nào có cái tướng tay như thế này thì phải nói là họ rất là phúc khí. Phúc khí thì nó sẽ mang tới cái vận của chúng ta nó sẽ phát triển thêm. Và những người nào có tướng tay như thế này thì thường là họ có cái vận may về cái tiền bạc lắm các bạn. Nếu như mà nhìn vào cái bàn tay các bạn không cần phải xem chi tiết tới cái chỉ tay, mà nhiều khi chúng ta nhìn vào cái tổng thể chúng ta cũng có thể luôn đoán ra được. Bạn này có một cái ngón cái cũng không có gì gọi là cái nó nổi trội lắm, mà cái ngón cái này nó cũng có một cái đường, nó cái đầu của ngón cái nó hướng ra như thế này các bạn. Thì điều này nó nói lên rằng là người này làm việc cũng khá là thận trọng, thường là suy nghĩ rất là kỹ rồi mới đưa ra cái quyết định của mình. Và đồng thời những người nào có cái ngón cái như thế này thì họ xử lý công việc cũng rất là linh hoạt. Nói chung là họ không có cứng rắn lắm ở trong cái giải quyết cái công việc. Tuy nhiên cái ngón cái này nó ngắn, nó không có trội, thì người này thiếu đi một cái gì đó, nó hơi có cái ý chí, thiếu đi cái sự kiên định, cái ý chí. Và cái ngón trỏ này của bạn này cũng nó cũng không được thẳng, mà nó cong vào cái ngón giữa như thế này. Thì điều này nó cũng nói lên rằng là về cái khả năng chỉ huy, lãnh đạo, nói người khác nghe, thì người này cũng là một cái khuyết điểm. Đấy, do đó về cái khả năng mà quản lý lãnh đạo thì người này sẽ có một cái phần hạn chế. Do đó về cái sự phát triển sự nghiệp, đề xuất đề bạt thăng tiến thì bạn này sẽ hơi bị chậm chạp hơn so với những người khác. Chúng ta đi tiếp theo là cái ngón áp út. Bạn này rất là trội. Nếu như mà nhìn vào bốn cái ngón này thì chúng ta sẽ thấy được cái ngón danh của bạn này rất là trội. Thì những người nào mà có ngón danh trội này thì họ rất là đa tài, thông minh, có cái khiếu về kinh doanh, có một cái mối quan hệ cũng khá là rộng. Và những người này thường là họ sẽ có được cái cảm tình rất là nhiều người, mà đặc biệt là những cái người khác phái. Cho nên có thể nói dựa vào cái ngón danh này thì chúng ta cũng có thể luận đoán được rằng là người này rất là có nhiều bạn nữ ưa thích. Làm tiếp viên hàng không thì đương nhiên là cái ngoại hình của bất kỳ ai cũng phải có. Do đó cái việc ngón danh này nó thể hiện như thế này thì cũng có thể luận đoán ra được những điều như vậy. Và đó là những cái nét về cái đường những cái ngón. Và chúng ta đi theo tiếp nữa là chúng ta thấy giữa các cái ngón của bạn này hầu như là không có khe hở. Mặc dù người này không có khe hở nhưng mà cái tính tình người này rất là phóng khoáng, chứ không phải là một người keo kiệt. Cái yếu tố này nó nói lên rằng người này có cái khả năng quản lý tiền bạc rất là tốt, nhưng mà những lúc thật sự cần thiết chi tiêu thì bạn này cũng sẽ sẵn sàng chi tiêu, và thậm chí nó còn vung tay quá tráng nữa. Và đó, đây là một đặc điểm. Và tiếp theo nữa thì chúng ta thấy được là cái gò kim tinh, cái gò mộc tinh của bạn này phải nói rất là nhô cao đầy đặn nha các bạn, lại hồng hào nữa. Thì điều này nó nói lên rằng người này có một cái chí nguyện rất là lớn, có một cái ước mơ cầu tiến, có một cái địa vị, và sẽ có được cái sự quý nhân giúp đỡ ở cái thời kỳ thiếu niên và ở cái thời kỳ trung niên một tí xíu. Thì người này, cái vận người này sẽ tới rất là sớm.
chúng ta nhìn thấy được cái Gò Mộc Tinh này phải nói rất là cao. Và đặc biệt cái Gò Mộc Tinh cao thì những người này thường là có một cái tâm gì đó họ rất là lương thiện. Đấy, các bạn nhìn vào cái gò này thì chúng ta sẽ thấy được cái người đó có cái tâm lương thiện hay không, có giúp đỡ người hay không, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể luôn đoán được. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy được là ở cái thời điểm cái gò thủy tinh này nó cũng rất là không có những cái đường cắt ngang cắt xéo, nhưng mà ở cái vị trí này là nó cũng có những cái phần thấp lõm. Do đó ở cái thời điểm hiện nay thì cái đường về tình yêu nó cũng chưa có thực sự là cái gì nó im ắng lắm, chưa thực sự là có được một cái bến đỗ. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đi vào cái gò kim tinh. Chúng ta thấy được cái người này có một cái gò kim tinh rất là rộng, đầy đặn, tròn đầy. Những người nào mà có gò kim tinh như thế này thì họ có một cái nguồn sinh khí, có một cái sự phúc khí rất là lớn. Những người này thường hay có một cái cuộc sống rất là lạc quan, đa dạng. Cái đời sống, cái tình yêu hôn nhân của người này sau này cũng sẽ rất là phong phú. Cho nên có thể nói là nếu như mà người này lập gia đình thì sẽ được vợ rất là yêu thương. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy được là cái gò đồng quả tinh, cái gò quả tinh dương thứ nhất, nó có một cái dấu hiệu như thế này và nó cũng hơi thấp lõm nữa. Thì điều này nó cũng nói lên rằng là người này đôi lúc là nhiều khi là cũng dễ bị tác động bởi những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của người khác tác động vào. Và cũng thậm chí ở đây cũng có những lúc mà người này rất là dễ bỏ cuộc nha, không có kiên trì kiên định với cái mục tiêu của mình đưa ra. Đây là một cái khuyết điểm. Và tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái gò Thái Âm này, bạn này nó có một phần này cũng khá là nhô cao và đầy đặn. Thì cái gò Thái Âm này nó sẽ nói về cái khả năng trực giác, linh cảm, cái sự suy nghĩ của mình nó cũng có một cái gì đó nó hơi viển vông, viễn tưởng hay không. Thì nó ở thể hiện ở cái phần này. Thì cái gò Thái Âm nó thể hiện như thế này thì rõ ràng là bạn này nó cũng có một cái gì đó nó hơi độc tài. Nhiều khi cũng có một cái gì đó nó hơi, nếu mà độc tài quá nhiều khi cũng tới dẫn tới cái sự cố chấp lắm. Và những người này thường cũng có một cái gì đó, cái tình cảm của họ cũng rất là lạnh lùng. Nhiều khi họ cũng rất là giỏi trong việc cái che giấu những cái cảm xúc của mình. Do đó những người này phải nói là họ rất là thông minh. Họ thông minh bởi vì họ không thể hiện ra những cái ưu điểm của mình hoặc là những cái trạng thái tâm lý trong của mình cho người khác biết. Do đó những người này phải nói là thật sự là rất là thông minh. Đó là những cái yếu tố trên các gò. Và bây giờ mình xin mời các bạn đi vào phần chi tiết của những cái đường nét ở trên đây, xem cái con đường sự nghiệp, tương lai hậu vận và cái chuyện tình cảm của người này trong những năm sắp tới đây sẽ như thế nào. Chúng ta thấy ở cái đường sinh mệnh này, bạn này rất là đậm, nó đậm nhưng mà nó lè lẹt. Đấy. Và đặc điểm ở cái chỗ này thì nó sẽ có một cái đường sinh mạng khác đối vào các bạn. Đây. Đấy. Thì cái điều này nó cũng nói lên rằng là cái sắp tới đây vào cái độ tuổi khoảng chừng 41 tuổi thì bạn này sẽ có một cái sức khỏe gì đó rất yếu. Cụ thể là ở cái chỉ điểm này nó thể hiện sự giao nhau của hai cái đường sinh mệnh. Nhưng mà rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Bởi vì cái đường sinh mạng này nó tiếp theo sau này rất là dài. Cho nên đây là một cái điều cũng chẳng có gì phải quan tâm cả. Mà chúng ta thấy được là cái rõ ràng cái người này có cái vân âm đức phải nói là rất là dài. Dài tận tới xuống đây luôn các bạn. Đây. Thì những người này thường phải nói là họ rất là có phúc khí. Có cái sự may mắn nhờ cái tổ tiên ông bà chúng ta che chở. Đây là một cái điều mà có thể nói là sách vở ghi lại rất là chính xác nha các bạn. Cho nên các bạn nào mà có cái vân âm đức này nó cũng như là một cái đường sinh mệnh, nó bảo vệ cho chúng ta. Do đó ở cái thay giai đoạn 41 này đây nó có phần đứt đoạn, nhưng mà cái đường này nó sẽ che chắn, nó sẽ bảo vệ cho cái sinh mệnh của người này được thoát đi những cái giai đoạn ở cái thời điểm đó. Đó là cái yếu tố ở trên cái đường sinh đạo. Và chúng ta tiếp theo nữa là cái bạn này có một cái đường trí đạo rất là dài. Và nó cũng cái độ cong của nó cũng khá là mềm mại. Các bạn thấy đây.
Đấy. Những người nào mà có cái đường trí đạo kiểu như vậy thì phải nói là họ có một cái suy nghĩ gì đó nó cũng hơi viển vông, nó hơi mơ hồ. Nói chung là người này rất là cũng là hay tưởng tượng mông lung lắm. Nhưng mà những cái ý tưởng đó cũng thường là mang lại những cái suy nghĩ đột phá ở trong con người của người này, chứ không phải là suy nghĩ một cách gì đó nó viển vông, nó xa rời với thực tiễn. Do đó những người này thường thì họ nếu như mà họ được đề bạt đề xuất lên làm một cái vị trí lãnh đạo nào đó mới thì họ sẽ không bao giờ thiếu những cái ý tưởng để phát triển thêm. Và chúng ta thấy được nữa, tiếp theo đây là con đường tình cảm của bạn này, phải nói nó cũng tương đối ngắn. Và cái đầu những cái đầu đường của đường tình cảm nó có rất là nhiều những cái vết như thế này các bạn. Những người nào mà có cái dấu hiệu như thế này thì phải nói là họ rất là đa tình, được nhiều người yêu thích yêu mến. Kết hợp với những cái lời luận đoán ban đầu dựa vào cái ngón áp út này thì nó khẳng định thêm cái sự chính xác của cái yếu tố này. Do đó người này sinh năm 1995 thì có thể nói ở những cái giai điểm trước đây, mặc dù là có rất là nhiều người yêu thích nhưng mà vẫn chưa đi tới cái cuộc hôn nhân. Người này lập gia đình thì nhất định phải sau 35 tuổi, 30 tuổi thì mới có thể tìm được một cái ý chung nhân. Nếu như mà kết hôn sớm thì sẽ rất là dễ đi tới cái chuyện nó không hay. Đấy, do đó ở cái thời điểm này thì nó cũng chưa có một cái gì hình thành rõ nét về cái chuyện tình cảm sau này nó xuất hiện như thế nào. Do đó dựa vào những cái yếu tố này thì mình có thể luận đoán rằng người này phải kết hôn sau năm 30 tuổi. Thì tiếp theo sau nữa thì chúng ta thấy được cái đường tâm đạo của người này nó không có dài. Do đó những yếu tố ban đầu mình luận đoán thì kết hợp với đường tâm đạo này nữa thì chúng ta có thể thấy là cái bạn này cũng rất là dễ thay đổi. Nói chung là dễ bị tác động những cái suy nghĩ, những cái lưu tư tưởng từ ở bên ngoài. Hay nói cách khác là người này ít hay có làm chủ được cái bản thân mình lắm. Đây cũng là một cái khuyết điểm sau này để cho bạn này ghi nhớ, sau này mà cố gắng tìm cách khắc phục những cái khuyết điểm để mà mình phát huy thêm những cái ưu điểm của mình. Thì đó là những cái nét ở trên cái đường tâm đạo. Và bây giờ chúng ta đi vào cái đường công danh sự nghiệp của cái bạn này xem là như thế nào. Chúng ta thấy được là cái bạn này cũng có những cái đường như thế này các bạn. Đây. Rõ ràng đây là một cái đường đi du lịch à. Bạn này là tiếp viên hàng không, đương nhiên là chắc chắn là bạn này sẽ đi nước ngoài, đi đây đó rất là nhiều. Do đó cái đường này nó thể hiện là cái đường đi du lịch là rất chính xác. Đấy, cho nên là các bạn nào có những cái đường như thế này thì họ cũng rất là thích đi du lịch, thậm chí là họ cả đi nước ngoài định cư luôn nữa. Đấy. Chúng ta thấy tiếp theo nữa, ở cái vùng Gò Thái Âm này nó có một cái hình vân đảo như thế này các bạn. Đấy. Đây là một cái đường vân đảo cũng rất là hiếm người có, rất là hiếm người có. Những người nào mà có cái dấu hiệu hình vân đảo như thế này thì họ phải nói là họ có một cái gì đó họ rất là thích đi du lịch, và từ cái đi du lịch đó nó cũng có một cái phần gì đó người này tiếp thu rất là nhiều những cái kiến thức, và do đó họ cũng rất là gọi là có một cái khả năng linh cảm gì đó rất là lớn. Người này có thể biết trước được những cái chuyện có thể xảy ra. Đây là một cái điều gì đó nó có thể giúp ích được cho người này trong tương lai, chẳng hạn như là người này nắm bắt trước những cái thời cơ hoặc là biết trước những cái gì đó mà họ đầu tư hoặc là họ làm cái gì đó. Nói chung là đây là một cái điều rất là tốt. Cái vân đảo xuất hiện ở những cái chỗ khác thì nó sẽ xấu, nhưng mà đối với cái vân đảo ở chỗ này thì nó sẽ mang ý nghĩa tốt. Và tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở cái Gò Thái Âm này có một cái nút ruồi nè các bạn. Đây. Thì theo sách vở ghi chép lại của các bậc tiền bối á, thì gọi đây nó thể hiện là người này sẽ có được một cái mối tình rất là tốt. Do đó cái nút ruồi này nó sẽ mang lại sự may mắn trong cái chuyện hạnh phúc gia đình tình yêu hôn nhân sau này. Nhưng mà nó cũng phải xuất hiện sau năm 30 tuổi chứ không phải ở thời điểm hiện nay. Đó là những cái yếu tố ở trên cái Gò Thái Âm. Và bây giờ chúng ta đi vào cái đường công danh sự nghiệp của bạn này.
À, bạn này có một cái đường công danh sự nghiệp như thế này. Nó tới đây nhưng mà nó lại tới đây nó sẽ phát triển lên tiếp. Và nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì ở chỗ này nó có một cái dấu ích hình thành như cái này các bạn. Đấy thì nó tạo thành một cái hình tam giác cân đối xứng với nhau là vậy đó. Thì điều này nó cũng thể hiện ra cái điều này là trong cái công danh sự nghiệp, cái việc đầu tư của người này thì cũng đã có những lúc nó thất thu, thất thoát, nó gặp cản trở trong cái đường công danh sự nghiệp, chứ không phải là không có cái sự thất thoát. Nhưng mà kể từ cái sự thất thoát đó thì người này bắt đầu từ cái việc đi du lịch này, thì cái đường công danh sự nghiệp của người này bắt đầu phát triển lên, phát triển lên đây các bạn, đây phát triển lên. Có thể nói là dựa vào cái yếu tố này thì mình có thể luận đoán rằng là người này trước khi làm tiếp viên hàng không á, thì cũng đã làm một cái công việc gì đó trước đó rồi, rồi mới vô cái bộ phận tiếp viên hàng không này, chứ không phải là tự nhiên mà vô cái bộ phận tiếp viên hàng không. Tiếp theo sau nữa, sau khi mà người này đi du lịch đó, thì rõ ràng là cái công danh sự nghiệp của người này rất là phát lên. Và cái từ cái việc đi du lịch này, người này đã có rất là nhiều cái khoản thu nhập. Các bạn thấy đây là những cái đường tiền tài này, rất là tốt. Thì thường thì những người mà làm tiếp viên hàng không thì họ có rất là đa tài, họ có rất là nhiều cái khoản thu nhập thì chúng ta đều biết rồi. Đó, cho đó những cái đường này nó thể hiện là một cái điều rất là hay và chính xác. Sẵn ở đây thì chúng ta đối chứng lại những cái điều sách vở, thì các bạn có thể tự tin thêm khi mà bổ sung thêm những cái kiến thức về thuật xem chỉ tay của mình. Và tiếp theo nữa thì ở đây bạn này ở có giữa cái đường tam đạo và cái đường chí đạo này có một cái chữ ít như thế này. Thì ở cái chữ ít này nó báo hiệu rất là tốt. Chữ ít ở vị trí này không phải lúc nào cũng mang lại những cái điều tốt nha các bạn. Mà nếu như mà ở xuất hiện ở những cái bàn tay khác thì nó sẽ có thể nó sẽ đem lại cái điều không may. Nhưng mà với cái tướng tay hồng ngào đầy đặn và những cái đường âm đức như thế này thì rõ ràng đây là một cái dấu ít mang lại cái sự thành công lớn sau này. Những người mà có dấu ít như này thì họ có những cái đặc điểm, ưu điểm như sau. Thứ nhất là họ rất tin vào cái khả năng tâm linh, thậm chí là họ có một cái trực giác gì đó rất là tốt. Do đó kết hợp với cái yếu tố và cái phần vấn đạo ở cái gò thái âm này nữa thì cho thấy nó nói rằng là người này có một cái sức mạnh gì đó về mặt tâm linh, về mặt giác quan á, rất là lớn. Cái đặc điểm thứ hai nữa là cái người này phải nói là có một cái tấm lòng nhân hậu, đạo đức rất là tốt. Người này luôn luôn nghĩ làm việc thiện và nhiều khi rất là tin người, do đó giúp đỡ người mà nhiều khi lại làm ơn lại mắc quáng nữa. Đấy, nhiều khi giúp người ta còn quay lại trách móc mình, hoặc là thậm chí là cho mượn tiền bạc gì đó mà người ta quỵt luôn, không có trả lại. Đấy, nhưng mà không sao, chúng ta cho đi thì không bao giờ mất cả, bởi vì nó cũng nằm đâu đó và sau này chúng ta sẽ lấy lại thôi. Cái phần đó cũng không có gì là quan trọng nữa. Nhiều khi chúng ta cho đi nhiều hơn, cuộc sống chúng ta phải lan tỏa cái tình yêu thương, cho đi thì chúng ta mới nhận lại những cái thứ mà thậm chí mà có còn quý giá hơn rất là nhiều những cái phần mà chúng ta bị mất đi. Thì đó là cái đặc điểm thứ ba ở trên cái chữ ít này. Và cái chữ ít này nó cũng mang lại một cái ý nghĩa nữa là thường là những người này có một cái cá tính gì đó rất là gọi là có một cái suy nghĩ nó cũng hơi khác so với người bình thường. Như lúc đầu mình nói các bạn, bạn này cũng có một cái ý tưởng gì đó rất là viển vông, nhưng mà những cái ý tưởng đó nhiều khi nó lại mang lại cái sự thành công, chứ không phải là cái ý tưởng mà nó xa rời cái thực tiễn. Do đó cái chữ ít này kết hợp với những nét chỉ tay này thì chắc chắn người này sẽ có một cái thành tựu trước năm 35 tuổi, là đây là điều chắc chắn. Mình dám khẳng định rằng bàn tay người này chắc chắn sẽ có những cái thành tựu trước năm 35 tuổi. Những cái việc kinh doanh, tiền bạc này kết hợp với cái sự chữ ít rất là độc đáo ở chỗ này thì nó sẽ giúp rất là nhiều cho người này trên cái con đường công danh, sự nghiệp sau này của mình. Chúng ta thấy được nữa là ở trên cái gò Thái Dương, là cái gò này nó cũng có xuất hiện nhiều đường như thế này.
Đấy. Thì ở những cái đường này nó xuất hiện rất là mờ. Nếu như mà một đường mà nó đậm, nó đi thẳng vào vậy thì rất là tốt. Nhưng mà ở cái khu vực này nó xuất hiện những cái đường này thì nó nói lên rằng người này chưa có kiên định với kiên trì với cái mục tiêu của mình đưa ra. Tức là bạn này vẫn còn tư tưởng mông lung, tức là làm việc này hay suy nghĩ việc khác. Do đó những cái luồng tư tưởng, cái suy nghĩ phân tâm phân tán này rất là dễ đưa bạn này đi tới cái sự chậm chạp trong cái việc thành công. Do đó ở cái thời điểm hiện nay có thể nói là bạn này chưa có một cái sự thành tựu gì đó, là do vẫn còn chưa kiên định, chưa kiên quyết duy trì nhất quán cái con đường mục tiêu của mình đưa ra. Đấy. Ở cái tướng tay này, nếu như mà bạn này xác định rõ được cái mục tiêu của mình thì chắc chắn sẽ có thành công và thành tựu thậm chí rất là lớn. Để mà xây dựng được cái thành tựu của mình á, thì đương nhiên là vừa phải dựa rất là nhiều yếu tố. Về cái tâm của bạn này á, là đã nói rất là tốt rồi. Cái gò một tinh đầy đặn, cái chữ ít này và gò thái âm cũng rất là đặn, cho nên khẳng định rằng người này có một cái tâm lương thiện rất là tốt. Cho nên nói về cái tâm thì người này đã có rồi. Cái tâm chính là cái đạo đức, là cái gốc rễ của chúng ta. Làm cái gì nếu mà chúng ta luôn luôn đặt cái tâm làm gốc thì chắc chắn cái hậu vận của chúng ta nó sẽ rất là tốt. Và điều thứ hai nữa không thể thiếu để trên cái bước đường thành công của chúng ta, đó là cái tầm. Khi mà cái tầm của các bạn đã có rồi thì tiền tài nó tự nhiên nó tới thôi. Chúng ta đừng có gấp gáp quá cái chuyện có tiền trước, là cái đôi khi nó sẽ dẫn đến cái sự thất bại. Chúng ta làm cái gì nó cũng phải có một cái gốc, cái rễ, nó đi từ từ, nó từ căn bản cho đến cái nâng cao, thì nó mới đảm bảo được cái tầm của chúng ta. Khi cái tầm của chúng ta có thì rất là nhiều người tìm đến chúng ta, thì lúc đó tiền nó tự tới thôi. Tiền nó tới như là nước chảy vào cái nguồn suối vậy, cho nên nó chảy rất là nhiều. Cho nên chúng ta muốn phát triển cái sự nghiệp của mình nó vững bền thì chắc chắn phải có một cái tâm, một cái tầm. Khi hai cái đó có rồi thì nhất định tiền tài nó sẽ rất là hanh thông. Mà muốn có được một cái tầm á, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn phải, nhất định phải luôn luôn trau dồi những cái kiến thức, những cái học hỏi của mình, không từ bỏ những cái ước mơ, cái cầu tiến của mình, mà luôn luôn phải kiên định cái mục tiêu của mình đưa ra, chứ đừng có suy nghĩ những cái điều viển vông này. Nó sẽ làm cho tâm trí của mình nó phân tán đi. Do đó với cái tướng tay này để đạt được cái sự thành công sau này thì nhất định phải bổ sung cái thêm cái yếu tố là tầm. Tức là trong ba cái yếu tố tâm, tầm và tiền thì chỉ cần bạn này bổ sung thêm cái tầm và cái phần kiên định với những ý chí của mình thì chắc chắn sau này tiền bạc nó sẽ rất là nhiều và dồi dào. Với cái tướng tài này thì nhất định sẽ có những cái thành tựu trước năm 35 tuổi. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Hy vọng qua những cái lời luận giải như vậy có thể đã thỏa mãn được những cái điều mong muốn của bạn này. Mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để xem chỉ tay ở những cái video tiếp theo. Mình luôn luôn là theo sát các bạn để có thể giúp đỡ các bạn tìm ra những cái phương hướng, định hướng trong cuộc đời của mình. Và ở bên dưới video mình luôn luôn để cái Facebook và cái trang fanpage để các bạn có thể thuận tiện theo dõi, tương tác và theo dõi những cái video của mình sẽ ra. Bây giờ mình sẽ kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.